Thưa quý vị, sau 3 tuần mở cổng bình chọn giải thưởng ấn tượng VTV VTV Awards 2023, 12 giờ trưa nay 23 tháng 12, cổng bình chọn vòng 1 chương trình sẽ khép lại và những đề cử xuất sắc được khán giả yêu thích nhất lọt vào chặng 2 của giải thưởng này. Top 3 của 8 hạng mục sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, trong đó top 3 của 3 hạng mục phim tài liệu ấn tượng, chương trình sáng tạo của năm, gương mặt trẻ ấn tượng sẽ được bảo lưu kết quả ở vòng 1, không bình chọn ở vòng 2. Top 3 của 5 hạng mục diễn viên nam ấn tượng, diễn viên nữ ấn tượng, phim truyền hình ấn tượng, chương trình giải trí ấn tượng, hình ảnh lan tỏa sẽ tiếp tục chặng đua bình chọn ở vòng 2. Thời gian bình chọn từ 12 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến 12 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 trên ứng dụng VTV Go và qua tin nhắn SNS. Các cá nhân, tác phẩm tiêu biểu sẽ được tôn vinh trong chương trình Chào năm mới 2024 đa sắc của Đài Truyền hình Việt Nam được tường thuật trực tiếp lúc 20 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024 trên kênh VTV1.